Vị hòa thượng này đã sử dụng pháp nhãn của mình, nhìn thấy loài người vì lòng tham và dục vọng đã bộc lộ rõ bộ mặt xấu xa của họ. Người này không phải là Triệu Văn Trác, ngài là Đại Uy Thiên Long Pháp Hải. Khi đối diện với bộ mặt xấu xa và tàn ác của con người, Pháp Hải nhắm mắt làm ngơ, bởi vì họ đều khoác trên người cái áo của loài người. Mặt khác, một con nhện tinh đã tu hành 200 năm đang luyện tập vào buổi sáng. Nó đã nhiều năm quỳ lạy dưới chân Đức Phật tại Linh Đài Tự, hấp thu Phật âm, bản tính thiện lương. Đối với loài người, nó còn ban thuốc chữa bệnh, nhưng nó đã bị Pháp Hải bắt gặp. Yêu nghiệt to gan, ta bắt người phải hiện nguyên hình. Đại Uy Thiên Long, ban nhược chư Phật, Thế Tôn Địa Tạng, ban nhược ba ma không. Con nhện tinh này đã tu luyện hơn 200 năm, Pháp Hải tu hành cũng chỉ mới có 20 năm, nhưng con nhện tinh vẫn không phải là đối thủ của ngài. Bị thu phục vào trong Đại La Kim Bát và trấn áp dưới chân của ngôi đỉnh đá. Sau khi làm xong những việc này, Pháp Hải nhìn thấy tràng hạt của Phật mà nhện tinh để lại, linh khí trên tràng hạt vẫn đang tụ lại chứ không tan biến đi. Chẳng lẽ mình thật sự đã sai? Vào lúc nội tâm của Pháp Hải đang tự chất vấn bản thân thì trên trời bỗng xuất hiện sấm chớp, dường như đang muốn khẳng định suy nghĩ trong nội tâm của ngài. Triết lý của mình bị đả kích, khiến cho ngài điên cuồng chạy vào trong rừng trúc. Lúc này ngài lại cảm giác được có yêu khí, ngài bay người lên và nhanh chóng truy tìm. Sau đó ngài bấm tay niệm thần chú, kinh văn bay ra từ miệng của vị pháp sư. Con mắt thứ ba trên trán ngay lập tức được mở ra. Đây là Địa Tạng pháp nhãn, có thể nhìn thấu toàn bộ hư vô. Cuối cùng ở phía trên cùng của rừng trúc, Pháp Hải nhìn thấy hai con rắn tinh. Pháp Hải lập tức niệm thần chú, Đại Uy Thiên Long, Kim Cang Hỏa Diệm. Phất trần trên tay ngài lập tức biến hóa thành một nhánh lửa, ngài phất nhánh lửa về phía rắn tinh. Chính vào lúc này, một tiếng kêu lớn thu hút sự chú ý của Pháp Hải. Khi tới gần xem xét, thì ra là một thai phụ đang sinh con. Hai con rắn tinh đang giúp thai phụ che chắn mưa gió. Khi thấy đây là hành động mang tính lương thiện của rắn tinh, Pháp Hải đã thu hồi lại Kim Cang Hỏa Diệm, tha cho chúng một con đường sống. Khi ngài chạy lên phía trước định giúp đỡ, cảnh xuất hiện trước mắt khiến cho Pháp Hải phải lập tức bước lùi lại. Dù gì thì ngài cũng là một người xuất gia. Trước khi rời đi, trong đầu của Pháp Hải vẫn thoáng qua hình ảnh khi nãy. Ngài đã quên rằng ngài là một vị hòa thượng, nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông sức lực cường tráng. Ngài tới bên mỏm đá tĩnh tọa để bình phục lại phiền não trong nội tâm. Sau khi để lại cho hai con rắn tinh tràng hạt của nhện tinh, ngài quay về Kim Sơn Tự. Cứ tưởng là cảnh sinh con của sản phụ chỉ là thoáng qua, không ngờ hình ảnh hiển hiện đó khiến cho ngài thức tỉnh trong lúc đang nhập tịnh. Nhìn thấy sự xuất hiện của một bầy yêu tinh, Pháp Hải đột nhiên tức giận. Kim Sơn Tự là thánh địa Phật môn, sao có thể dung túng cho yêu tinh tác oai tác quái? Cuối cùng ngài đã tiêu diệt hết toàn bộ yêu tinh. Nhưng sau đó ngài mới thật sự từ cuộc nhập tịnh đó tỉnh giấc. Thì ra lúc nãy chỉ là ảo tưởng, tất cả đều xuất phát từ tâm ma trong trái tim của ngài. Khi nhìn thấy mặt của Đức Phật rớt ra, tọa bồ đoàn tự cháy, đây chẳng phải là đang ám chỉ ngài đang có những suy nghĩ dục vọng, khiến cho Đức Phật vô diện hay sao? Cuối cùng thì Pháp Hải cũng ý thức được rằng ngài đã phạm giới, hơn nữa còn là sắc giới, điều Phật môn cấm kỵ nhất. Ngài một lần nữa tới trước ngôi đỉnh đá, giải thoát cho con nhện tinh bị trấn áp trước đó. Hy vọng sau này gặp lại, hai người lại có thể cùng nhau sánh bước bay lượn. Và điều mà ngài không ngờ tới chính là hai con rắn tinh mà hôm đó ngài đã gặp trong rừng trúc cũng đã tới nhân gian. Chính việc này sau này đã gây nên đại họa. Đây là lầu xanh nơi loài người tìm tới để hưởng lạc. Nam nhân không có có tài nhưng thích thể hiện, các ca kỹ không ngừng lắc lư mời rượu dưới sự vây quanh của phụ nữ, dục bao trùm khắp mọi ngõ ngách. Nhưng họ đều không biết rằng trên nóc nhà đang có hai con rắn tinh đã tu luyện 1000 năm đang chăm chú quan sát màn biểu diễn của họ. Hanh Xà, một trong hai con rắn tinh, đã không chịu được mà xà xuống tham gia mùa vui cùng họ. Nó không ngừng mô phỏng lại các động tác uốn éo, các tư thế kích thích ánh nhìn của loài người. Những người đàn ông nơi đây cười khoái chí, Hanh Xà như đắm chìm trong cơn mê say đó, không cách nào thoát ra được. Ở bên ngoài, con rắn tinh có tên là Bạch Tố Trinh thì lại bị tiếng đọc sách thu hút. So với những người đàn ông đầy dục vọng ở lầu xanh, nó thích những người thư sinh trên người đầy chính khí, đầy khí chất của một người có học thức nhiều hơn. Nó bơi về phía môi trường và dùng pháp lực biến ra một bầu trời để cánh hoa rơi. Khi nhìn thấy những người học trò hiếu kỳ, Bạch Tố Trinh đã dồn ánh mắt vào chỉ một người trong số đó. Chàng tên là Hứa Tiên, là thầy dạy học trong ngôi trường này. Chính vào lúc nàng đang nghĩ cách làm thế nào để tiếp cận chàng trai thật thà đó, thì một đạo sĩ mù dẫn theo hai đồ đệ đột nhiên xuất hiện để giảm thiểu những phiền phức không đáng có. Nàng lập tức rời đi, Tiểu Thanh cũng lập tức biến mất. Những ngày tiếp theo đó, cả hai bắt đầu mô phỏng lại những bước đi của con người, dựa theo tập tính của loài người để thay đổi bản thân. Con người là vật chi linh, và lại Tố Trinh đã tu luyện cả ngàn năm. Vì muốn để cho cảnh giới của mình tiến xa hơn, nàng bắt buộc phải hóa thân thành con người để trải nghiệm thất tình lục dục. Và người thật thà Hứa Tiên chính là người được nàng lựa chọn để tu luyện, vì muốn nhanh chóng có được mối duyên nợ này. Bạch Tố Trinh thông qua pháp lực đã dùng rượu để tạo cơn mưa, nàng đã thành công trong việc đón tiếp Hứa Tiên lên tàu. Dưới sự chủ động tiếp cận của Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên bị thu hút bởi vẻ đẹp của đối phương. Lúc này người thật thà đã bắt đầu không còn thật thà nữa. Một khắc ngắn ngủi trôi đi, rất nhanh tàu đã chuẩn bị cập bến. Nếu thời gian có thể chậm lại một chút thì hay biết mấy, nhưng bản tính trời sinh của người đàn ông sẽ không vì thật thà mà biến mất. Hứa Tiên lấy cớ đưa Bạch Tố Trinh mượn cây dù để nhân cơ hội đó hỏi thăm nơi ở của nàng.
một người cố tình dẫn dụ, một người với bản tính trời sinh của người đàn ông, như thế một bên hát một bên hò. Chuyện tình của hai người cuối cùng cũng đã nở hoa. Ngày hôm sau, Hứa Tiên tới nơi ở của nàng để lấy lại cây dù, nhưng không ngờ tên đạo sĩ mù đã nhanh hơn chàng một bước. Đạo sĩ đã đổ đầy bột lưu huỳnh xung quanh căn nhà. Tiểu Thanh chỉ có đạo hành 500 năm, dần dần nàng đã không thể chịu nổi, thậm chí toàn thân dần trở nên đau nhói không chút sức lực. Bạch Tố Trinh liền dùng pháp lực tạo một cơn mưa, cơn mưa đã làm bột lưu huỳnh trôi đi hết. Khi thấy pháp lực của rắn tinh cao cường như thế, tên đạo sĩ mù đành tạm rút lui. Khi Hứa Tiên tới, Tiểu Thanh đã hồi phục. Khi thấy nàng uốn éo cơ thể, Hứa Tiên bần thần. Sau khi theo chân Bạch Tố Trinh bước vào trong nhà, Hứa Tiên không những được ngâm mình trong nước nóng, Bạch Tố Trinh còn giúp chàng rửa sạch áo quần, sau đó với những món ăn hợp khẩu vị, đây đích thực là một hiền thê đúng nghĩa. Dưới sự mê hoặc bởi sắc đẹp tuyệt thế của Bạch Tố Trinh, ngay lúc này, người thật thà phút chốc biến thành người mê sắc. Tiểu Thanh trở về, đúng lúc nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng của hai người. Ngày hôm sau, Hứa Tiên lần đầu tiên nếm trải mùi đời đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí có lúc lại tự nhoẻn miệng cười một cách vô thức. Rắn tinh vẫn lưu giữ lại một trái tim lương thiện, khi thấy người dân phải chịu khổ vì lũ lụt, Thanh Xà Bạch Xà liền lập tức dùng pháp lực để trị thủy. Lúc này Pháp Hải cũng đã kịp thời chạy tới, ngài có thiên phú nên pháp lực cao cường. Dưới sự giúp đỡ của ngài, cơn hồng thủy lập tức rút đi không còn gây hại tới người dân nữa. Dưới sự chiếu rọi của Phật Quang Bồ Tát, Pháp Hải trông như một cao tăng. Tiểu Thanh có chút rung động, nàng nói rằng muốn giống như Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, nên muốn ở cùng với Pháp Hải. Cách nghĩ này đã vấp phải sự phản đối từ Bạch Tố Trinh và yêu cầu nàng bỏ ý định đó đi. Bởi vì Pháp Hải không hề biết yêu, nếu không, tháp Lôi Phong sẽ sụp đổ. Hứa Tiên cùng với Thanh Xà Bạch Xà cùng trải qua những ngày tháng như thần tiên, nhưng vì Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh chơi đùa quá vui vẻ, cuối cùng đã khiến cho Tiểu Thanh hiện nguyên hình. Cảnh tượng đó đã bị Hứa Tiên nhìn thấy, chàng sợ hãi lập tức bỏ chạy. Khi họ tìm thấy chàng, chàng đã say mềm nơi đầu đường. Vì muốn để cho Hứa Tiên an tâm, Bạch Tố Trinh quyết định uống ly rượu lưu huỳnh. Nhưng Hứa Tiên không phải là tên ngốc, trong lòng chàng biết rõ hai người này là rắn tinh, nhưng chàng nguyện ý đắm chìm trong tình yêu này. Khi thấy Bạch Tố Trinh uống hết ly này tới ly khác, Hứa Tiên sợ nàng sẽ gặp bất trắc, thế là chàng đổ hết rượu xuống đầm sen bên dưới. Nhưng điều mà không ai nghĩ tới chính là Tiểu Thanh đang trầm mình ở dưới đầm sen. Nhìn thấy bộ dạng nguyên hình của Tiểu Thanh, Hứa Tiên sợ hãi ngất đi. Hứa Tiên bị dọa chết khiếp. Với một yêu quái cao cường như Bạch Tố Trinh cũng không có cách cứu chàng, trừ phi là hái được cây linh chi mọc trên núi Côn Luân thì mới có thể khiến cho Hứa Tiên từ trạng thái giả chết đó tỉnh lại. Nhưng cây linh chi là cây của thiên giới, do thiên hạc của Nam Cực Tiên canh giữ thì làm sao có thể tùy tiện hái về được. Nhưng Bạch Tố Trinh lúc này đã yêu Hứa Tiên sâu đậm, cho dù có phải chết nàng cũng phải hái được linh chi mang về. Hai nàng quyết định cùng nhau tới núi Côn Luân. Pháp Hải phát hiện có người đang sử dụng pháp lực để bay trên trời, ngài nghi ngờ là do yêu quái đang thi triển pháp lực, thế là ngài bay lên không trung và đuổi theo. Sau khi tìm thấy cây linh chi, Bạch Tố Trinh lập tức giành lấy. Tiểu Thanh ở lại phía sau yểm trợ cho nàng. Nhưng khi đối diện với sự tấn công hung hãn của thiên hạc, Tiểu Thanh nào phải là đối thủ của nó. Trong lúc nguy cấp, Pháp Hải đã đuổi theo tới nơi. Sau khi nhìn thấy chàng hạt, anh phủi tay là lập tức đuổi được thiên hạc đi. Nhưng hành động này của ngài không đơn giản chỉ là cứu Tiểu Thanh, ngài muốn lợi dụng Tiểu Thanh để hỗ trợ cho việc tu hành. Truyền thuyết nói rằng trong Phật giáo có thần rắn, pháp danh Miliampagger, còn được gọi là Đại Mãng Thần, là địa long trong bát bộ chúng trong Phật giáo. Pháp Hải cuối cùng vẫn không thể giải trừ ma trận, giận quá mất khôn, Pháp Hải tìm tới Hứa Tiên và đưa cho chàng tràng hạt của mình, hy vọng có thể mượn tay Hứa Tiên để thu phục hai con rắn tinh. Nhưng Hứa Tiên đời nào chịu làm vậy, vừa đi khỏi là chàng lập tức vứt tràng hạt xuống sông. Sau khi phát hiện bị lừa, Pháp Hải lại tìm tới Hứa Tiên một lần nữa và đưa chàng về Kim Sơn Tự, lấy danh nghĩa muốn chàng cai bỏ tửu sắc để cưỡng bức Hứa Tiên xuống tóc xuất gia. Hứa Tiên vừa phản kháng vừa la mắng, nói bản thân chàng thích nữ sắc và chìm đắm trong hồng trần đều là do bản thân chàng tự nguyện, chả có liên quan gì tới Pháp Hải cả. Pháp Hải mắng Hứa Tiên chấp mê bất ngộ, nói không thông. Chính vào lúc đang chuẩn bị xuống tóc cho Hứa Tiên, cuối cùng thì Bạch Tố Trinh cũng đã đuổi tới Kim Sơn Tự. Nhưng bất luận nàng cầu xin như thế nào, Pháp Hải vẫn nhất quyết kiên trì triết lý của mình và đánh Bạch Tố Trinh văng ra xa để cứu Hứa Tiên. Thanh Xà Bạch Xà chuẩn bị cùng nhau hợp sức, cả hai dùng pháp lực tạo nên một trận lũ lớn, cho dù phải dùng nước cho ngập hết Kim Sơn Tự cũng phải ép Pháp Hải thả người ra. Chỉ là bọn tép diêu mà muốn múa rìu qua mắt thợ à? Đại uy Thiên Long, Đại uy Thiên Long, thần chú Đại La, thần chú Đại La, ban nhược chư Phật, ban nhược chư Phật, ban nhược ba la không, ban nhược ba la không. Cùng lúc với thần chú được niệm, phất trần trên tay Pháp Hải lập tức bao vây lấy toàn bộ Kim Sơn Tự, cả tòa Kim Sơn Tự được di rời lên không trung. Sau đó ngài lấy áo cà sa ra che cả bầu trời. Thanh Xà Bạch Xà muốn phá vòng vây ra ngoài, Tiểu Thanh đã trở lại nguyên hình cùng với Bạch Tố Trinh, thoát ra khỏi sự bao bọc của áo cà sa ra. Pháp Hải thấy vậy lập tức cho gọi hình xăm rồng trên cơ thể, Đại uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, ban nhược chư Phật, ban nhược ba la không, phi long tại thiên đi. Sự xuất hiện của con rồng lửa không thay đổi được cục diện, rồng lửa đã bị tiêu diệt bởi nước lũ do Thanh Xà Bạch Xà triệu hồi. Chính vào lúc Bạch Tố Trinh nghĩ rằng nàng đã chiến thắng Pháp Hải, ngay lúc đó đột nhiên nàng biết mình đã mang thai. Việc thi triển pháp lực khi nãy đã khiến nàng bị động thai, nàng không kiểm soát được trận nước lũ, nước lũ đã chuyển hướng vào người dân tạo thành thiên tai, nhà bốn phương đều sụp đổ, rất nhiều người đã chết. Bạch Tố Trinh cũng đã ngã xuống, nàng đã sinh con ngay trong dòng nước lũ. Nhìn thấy cảnh đó, triết lý trong lòng của ngài lại một lần nữa dao động. Bạch Xà cũng có thể sinh con ư?
ngài không dám tin, cũng không thể tin. Lúc này để cứu Thanh Xà Bạch Xà, Hứa Tiên tự nguyện xuống tóc xuất ra, nhưng hành động này trong suy nghĩ của Thanh Xà đã trở thành sự phản bội. Khi nàng mang Hứa Tiên ra ngoài, Bạch Tố Trinh đã không thể kiên trì thêm được nữa, nàng đã bị tháp lôi phong chấn áp xuống đáy biển. Rất may là Pháp Hải đã cứu lấy con của nàng. Tiểu Thanh cho rằng Bạch Tố Trinh này đã chết, Hứa Tiên phải xuống dưới để ở bên nàng, nên nàng đã đâm một nhát vào Hứa Tiên. Sau đó nàng cũng nhảy vào dòng nước lũ bên dưới, để lại một mình Pháp Hải. Nhìn vào dòng nước đang cuốn trôi xác chết của người dân, ngài không biết nên đi đâu về đâu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Thật ra Thanh Xà chính là phép ẩn dụ của sắc, mỗi sự kiện xảy ra trong phim đều có hai mặt sáng tối của nó. Pháp Hải cho rằng chỉ cần đoạn tình đoạn dục thì có thể thành Phật, nhưng bản thân ngài lại đắm chìm trong đó. Bạch Tố Trinh cảnh giác Tiểu Thanh rằng tình dục nhân gian không hề tốt đẹp như nàng nghĩ, nhưng chính nàng lại chết vì yêu. Do đó, hỏi thế gian tình là gì, không có một đáp án nào là chuẩn xác cả. Được rồi, bộ phim hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu thích, bạn nhớ bấm like và theo dõi nhé. Chúng ta gặp lại vào